Huấn luyện viên Kiatisak sẽ từ chối tuyển Thái Lan để ở lại với Bầu Đức. Báo chí Thái Lan tiết lộ huấn luyện viên Kiatisak Senamuong nhiều khả năng sẽ từ chối quay lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tờ Siam Sport đưa tin huấn luyện viên Kiatisak Senamuong nhiều khả năng sẽ không quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan như tin đồn trong thời gian gần đây. Thay vào đó, nhà cầm quân này sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, giao kèo của ông Kiatisak với đội bóng phố núi sẽ hết hạn khi mùa giải 2022 khép lại. Trang tin thể thao uy tín của Thái Lan bình luận, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện cho thấy Zico không mặn mà với việc trở lại đội tuyển quốc gia Thái Lan. Có nhiều thông tin cho rằng chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra bản hợp đồng mới để trói chân huấn luyện viên Kiatisak. Dự kiến, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ ký hợp đồng 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin này có thể mang đến sự thất vọng lớn cho người hâm mộ Thái Lan. Cách đây ít ngày, tờ Thái Rat còn khẳng định chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Sumiat Vuvanmung vừa gọi điện để thuyết phục huấn luyện viên Kiatisak đồng ý trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan khi hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Ông Sumiat gặp rất nhiều áp lực vì thành tích kém cỏi của bóng đá Thái Lan và Kiatisak nổi lên như cái tên có thể cứu rỗi chiếc ghế của các nhà lãnh đạo bóng đá nước này. Dù vậy, có nhiều lý do để tin rằng Kiatisak vẫn tôn trọng ý kiến của Bầu Đức trước khi đưa ra quyết định. Mối quan hệ của Bầu Đức và huấn luyện viên Kiatisak luôn rất tốt đẹp. Có điều, thành tích của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đi xuống khá nhiều trong thời gian gần đây. Đội bóng này trải qua chuỗi 6 trận không thắng với 3 trận hòa và 3 trận thua tại V-League. Hoàng Anh Gia Lai giờ kém Hà Nội FC đến 12 điểm trên bảng xếp hạng và không có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, cũng thật khó để trách huấn luyện viên Kiatisak Senamuong bởi ông không có được lực lượng tốt nhất. Zico Thái phân tích, thật tiếc là ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, còn các cầu thủ trẻ chưa thực sự chín muồi. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn cúp quốc gia. Ở vòng 19 V-League, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà.